Chiều qua tại hội trường Bộ Công an, tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, gọi tắt là đề án 06, đã tổ chức họp trực tuyến tháng 10 năm 2024 đến 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án 06, chủ trì cuộc họp. Tại điểm cầu Công an tỉnh Vĩnh Long, đến dự có ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Báo cáo tại cuộc họp, trong tháng 10 về dịch vụ công đã hoàn thành thêm 2 thủ tục, đó là điều chỉnh thông tin về cư trú và nhóm thủ tục kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Đến nay đã cung cấp 45 trên 76 dịch vụ công. Về lĩnh vực ngân hàng, đã có 40,7 triệu hồ sơ khách hàng được thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học với căn cước công dân gắn chip. Đối với các phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID, từ sau ngày 2 tháng 10 đến nay đã có 9 địa phương triển khai chính thức các phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID. Về sổ sức khỏe điện tử, đã có gần 15 triệu công dân đã tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNEID. Phát biểu kết luận cuộc họp, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao sự quyết tâm vào cuộc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của các bộ ngành địa phương trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện tốt chế độ giao ban, tiến độ hàng tuần, các nhiệm vụ của đề án 06, nhất là về việc triển khai sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID, tiếp tục số hóa các trường thông tin, dữ liệu phục vụ triển khai các thủ tục hành chính, chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ đạo điều hành của Chính phủ theo tài liệu chiến lược dữ liệu và mô hình nghiệp vụ tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.